Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, 20 tháng 2 năm 2023. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Mở đầu phần tin Thế Giới nên là tới đến từ châu Âu. Bộ Ngoại giao Hòa Lan trục xuất một số nhà ngoại giao của Nga và đóng cửa phái đoàn thương mại của Nga tại Amsterdam, đồng thời cáo buộc là nước Nga đã sử dụng vỏ bọc ngoại giao để làm gián điệp. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ căng thẳng về việc nước Nga không cấp thị thực cho các nhà ngoại giao của Hòa Lan tại đại sứ quán của họ ở thủ đô của nước Nga và lãnh sự quán ở St. Petersburg do thiếu nhân viên, do đó lãnh sự quán của Hòa Lan tại St. Petersburg phải đóng cửa vào ngày 20 tháng 2, còn đại sứ quán ở Moscow vẫn mở cửa. Bộ Ngoại giao của Hòa Lan nói rằng họ đã nhiều lần cố gắng tìm giải pháp khác nhau nhưng bất thành. Không thể chấp nhận được việc nước Nga đang cố gắng cài các điệp viên ở Hòa Lan dưới vỏ bọc là ngoại giao. Ngoại trưởng Hòa Lan là ông Kovki Hovska đã viết trên Twitter vào, 19, vào ngày 19 tháng 2, và ông cũng cho biết thêm rằng đó là lý do tại sao chúng tôi đang hạn chế số lượng các nhà ngoại giao của Nga ở đất nước Hòa Lan. Các nhà ngoại giao người Nga ở Hòa Lan có hai tuần lễ để rời khỏi quốc gia này. Phái đoàn thương mại của Nga tại Amsterdam phải đóng cửa từ ngày 21 tháng 2. Ngoại trưởng của Hòa Lan đã nói với đài NOS của Hòa Lan rằng ông phỏng đoán khoảng một chục nhà ngoại giao của Nga sẽ phải rời đi. Còn theo hãng tin AFP thì Hòa Lan đã trục xuất 17 nhà ngoại giao của Nga sau khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Và hiện nay vẫn còn 58 nhà ngoại giao Nga ở Hòa Lan trước thông báo vào ngày 19 tháng 2. Đáp lại thì phi Nga đã trục xuất 15 nhà ngoại giao của Hòa Lan. Kể từ đó cho tới nay, các cuộc đàm phán về việc đưa thêm các nhà ngoại giao mới đều đi vào ngõ cụt. Thủy Điển cảnh báo rủi ro nếu Liên minh NATO kết nạp Phần Lan trước Thủ tướng Thụy Điển là ông Christensen nhấn mạnh, vì những lý do chiến lược, đơn xin gia nhập NATO của nước này và Phần Lan cần phải được thông qua cùng một lúc. Ông nói mối quan sự, mối hợp tác quân sự giặt chặt chẽ giữa Thụy Điển và Phần Lan trước khi chúng tôi gia nhập vào Liên minh NATO sẽ trở nên rất phức tạp nếu chúng tôi bị tách biệt với tư cách là thành viên. Tạp chí Financial Times đã dẫn lời của ông Christensen cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói Phần Lan và Thụy Điển là những nhà bảo đảm an ninh. Tại vị trí của mình ở trên thế giới, chúng tôi có những khả năng mà mọi quốc gia thành viên NATO sẽ được hưởng lợi, trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ. Thụy Điển và Phần Lan hồi tháng 5 của năm ngoái đã kết thúc hàng thập niên duy trì chính sách không liên kết về quân sự và đã nộp đơn để xin gia nhập vào Liên minh NATO. Để trở thành thành viên của Liên minh này, hai quốc gia Bắc Âu phải được Quốc hội của toàn bộ 30 quốc gia thành viên phê chuẩn đơn xin gia nhập. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai thành viên còn lại chưa đồng ý, nhưng cơ quan lập pháp của Hungary dự kiến sẽ phê chuẩn cho cả hai nước trong tháng này. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg hồi đầu tháng đã công khai thừa nhận về khả năng phải kết nạp hai nước riêng rẽ và Phần Lan có thể gia nhập trước. Tuy nhiên, Thủ tướng Thụy Điển, ông Christensen tiếp tục khẳng định Phần Lan và Thụy Điển cần phải được gia nhập vào liên minh này cùng một lúc. Hungary cương quyết giữ mối quan hệ với Nga Thủ tướng của Hungary là ông Urban tuyên bố quốc gia này vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Nga, đồng thời cảnh báo rằng châu Âu đang trên bờ vực xa vào cuộc xung đột quân sự với Nga. Ông nói như sau, chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ kinh tế với Nga và đây là điều mà chúng tôi đề nghị với các quốc gia đồng minh. Thủ tướng Hungary là ông Viktor Orbán đã nói ngày 19 tháng 2 như trên, và ông cho biết thêm rằng chính phủ Hungary không tin vào ý kiến cho rằng nước Nga là mối đe dọa với nền an ninh của Hungary hay là châu Âu. Ông cũng cảnh báo rằng châu Âu đang trên đường xa vào bờ vực chiến tranh và trên thực tế đã có một cuộc chiến gián tiếp với Nga. Chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn đó là đứng ngoài cuộc. Điều này không dễ với tư cách là thành viên của khối NATO và khối hiệp châu Âu, bởi vì mọi người ở đó đều ủng hộ cho cuộc xung đột. Sau khi nước Nga đem quân xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, ông Orbán đã từ chối chỉ trích đích danh tổng thống Nga là ông Vladimir Putin cũng như không đồng ý gửi vũ khí cho Ukraine như những quốc gia thành viên khác trong khối châu Âu. Thay vào đó, Hungary kêu gọi các bên tham chiến hãy ngay lập tức ngừng chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán. Thủ tướng Hungary nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của khối Liên Châu Âu nhắm vào nước Nga đã khiến cho Hungary phải đối mặt với đợt lạm phát gần 26% là mức cao nhất trong liên minh này. Ông tuyên bố ông sẽ chống lại tình trạng lạm phát và ví dụ điều này giống như là con hổ sẽ ăn thịt bạn nếu như bạn không bắn hạ nó. Bộ Đào Nha ngừng cấp thị thực vàng để lo nhà ở cho dân. Để chống đầu cơ bất động sản, Bồ Đào Nha sẽ loại bỏ việc cấp thị thực vàng mới. Thủ tướng Antonio Costa cho biết trong một cuộc họp báo ở Lisbon, sau cuộc họp nội các, theo trang Fortune cho biết, ông Costa nói những người nước ngoài mua bất động sản, muốn gia hạn thị thực vàng hiện tại của họ sẽ chỉ đủ điều kiện nếu như tài sản của họ được sử dụng làm nhà riêng hoặc là nếu các đơn vị này được đưa vào trong thị trường cho thuê dài hạn. Thị thực vàng của Bồ Đào Nha đã được hình thành từ một thập niên trước để dành cho các công dân không thuộc về Liên minh Âu Châu. Chương trình này được xem như là một phần ở trong nỗ lực khắc phục tình hình tài chính công vốn yếu kém của đất nước này. Quốc gia này đã huy động được 6.8 tỷ euro qua chương trình với 90% số tiền đó được đổ vào bất động sản, theo cơ quan di trú và biên giới của Bồ Đào Nha cho biết. Công dân Trung Quốc chiếm gần một nửa trong tổng số 11.628 giấy phép cư trú đã được cấp theo chương trình. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng đang đổ vào chương trình này. Các ứng viên xin thị thực vàng cho đến nay được yêu cầu đầu tư vào bất động sản ít nhất là 350.000 euro, hoặc là tạo ra ít nhất là 10 việc làm ở Bồ Đào Nha, hoặc là chuyển vào tài khoản tại Bồ Đào Nha 1 triệu rưỡi euro. Tại Bồ Đào Nha, một số chính trị gia chỉ trích chương trình này đã đẩy giá bất động sản lên cao và đã khiến cho nhiều thành phần dân cư không thể mua được nhà ở. Cảnh sát tại Bulgaria đã bắt giữ khẩn cấp 4 người bị tình nghi là liên quan tới vụ một chiếc xe tải chở gỗ nhưng lại có 18 thi thể ở bên trong và đã bị nhà chức trách phát hiện vào ngày 18 tháng 2. Ông Atanat Ikov là một giới chức cao cấp của cảnh sát Bulgaria xác nhận. Lực lượng này đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan tới sự việc nói trên. Một người trong số đó từng bị kết tội buôn người. Nhà chức trách đang thu thập bằng chứng để khởi tố các nghi phạm này. Theo chính quyền Bulgaria, 18 người di cư đến từ Afghanistan, trong đó có một trẻ em được phát hiện đã chết trong một chiếc xe tải bị bỏ trên đường gần thủ đô Sofia vào ngày 18 tháng 2. Để không bị chú ý, chiếc xe tải này đã được ngụy trang thành xe chở gỗ. Theo cảnh sát cho hay không có dấu hiệu nào cho thấy các nạn nhân đã chết vì lý do liên quan tới tai nạn giao thông. Người đứng đầu cơ quan điều tra quốc gia của Bulgaria là ông Borislav Sarafov xác nhận, nhiều nạn nhân trong số này bị chết ngạt. Bộ Nội vụ Bulgaria cho hay những người di cư bất hợp pháp đó được giấu trong các khoang của chiếc xe tải nói trên. Nhóm di cư này đã vượt biên trái phép từ Afghanistan sang quốc gia láng giềng đó là Thổ Nhĩ Kỳ và đã trốn trong rừng hai ngày. Kẻ nguy hiểm nhất thích thốc dọa kiện ngược lại nạn nhân kẻ nguy hiểm nhất của TikTok là Andrew Tate, thông báo rằng mình sẽ có hành động pháp lý để chống lại một phụ nữ, trừ khi cô gái rút lại cáo buộc cưỡng hiếp và buôn người nhắm vào Y và em trai của Y. Anh em nhà Tate đang bị giam giữ ở tại Romania, trong lúc cuộc điều tra về các cáo buộc buôn bán tình dục và hiếp dâm nhắm vào hai anh em này đang diễn ra. Cả hai kiên quyết phủ nhận các cáo buộc và hiện nay vẫn chưa bị buộc tội. Trong thư do phía luật sư của Tate gửi đi, nếu như đâm đơn kiện, anh em nhà thấy sẽ phải yêu sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại đến 300 triệu Mỹ Kim với cáo buộc tội phỉ báng cho người phụ nữ ẩn danh. Benjamin Bull, người đại diện cho cô gái nhận được bức thư, đã nói với BBC rằng anh em nhà thấy này muốn đe dọa khiến cho những cô gái trẻ là nạn nhân phải sợ hãi và chạy trốn. Nói cách khác, kẻ nguy hiểm nhất TikTok muốn ngăn chặn phụ nữ lên tiếng để nói về những gì đã xảy ra với họ. Theo BBC, các cáo buộc hiếp dâm và buôn người được cho như là dựa trên lời khai của ít nhất là 6 phụ nữ. Andrew Tate từng đưa ra một số tuyên bố ở trên mạng, chẳng hạn như là tuyên bố anh ta chuyển đến Romania vì luật hiếp dâm được nới lỏng, hay là phụ nữ phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công tình dục. Và Andrew Tate sẽ không để cho phụ nữ rời khỏi nhà mình. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng những tiến bộ gần đây của lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI đang đặt ra mối đe dọa lớn cho nhân loại, Do đó, cần phải có nguyên tắc để bảo vệ, ngăn cản các vụ vi phạm. Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc nói như sau: "Tôi vô cùng lo lắng về khả năng gây hại của những tiến bộ trong thời gian gần đây đối với công nghệ AI." Ông Volker Türk phát biểu vào ngày 19 tháng 2 như sau: "Yếu tố con người, phẩm giá và tất cả các quyền của con người đang gặp rủi ro nghiêm trọng." Đây là lời kêu gọi khẩn cấp đối với tất cả các công ty và chính phủ nhằm nhanh chóng phát triển các biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn, với những biện pháp đang rất cần thiết. Lời cảnh báo của Liên Hiệp Quốc được đưa ra trong lúc vào tuần này có hơn 60 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Trung Quốc, kêu gọi phải có quy định về lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, tức là AI, để bảo đảm ngành công nghệ này không phá hoại sự ổn định và an ninh của quốc tế. AI ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày, tạo bước đột phá để tìm kiếm qua mạng internet, thay đổi phương cách mà con người theo dõi sức khỏe và mang lại những sáng kiến mới như là ứng dụng gọi tắt là app có khả năng viết mọi nội dung văn bản chỉ trong vòng vài giây đồng hồ. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại về những thứ như máy bay không người lái do AI điều khiển, nguy cơ mà chúng có thể làm leo thang cuộc xung đột quân sự. Các nhà chỉ trích cũng đã nêu lên nhiều vấn đề liên quan như là AI vi phạm quyền riêng tư hay là các thuật toán mang tính thiên vị. Đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.